cơ sở động cơ đẩy thuyền điện 12V, 24V, dàn cơ khí xin chào các bạn nhé. Đây, nhà em hàng vẫn đi luôn tục. Cái này thì em cũng không phải giới thiệu nhiều. Em giới thiệu qua thêm một chút nữa là cái này là motor chạy thuyền bằng bình ắc quy 14V. Quên, 12V và 24V nhé. Động cơ 3 pha không thủy than. Loại công nghệ mới nhất. Hàng xịn sò. Nói về độ uy tín, hàng chất lượng và bảo hành với giá cả thì các bác không cần phải nghi ngờ gì cả. Nhìn qua những người bán hàng, cái số lượng bán hàng của họ và họ làm việc như thế nào thì các bác cũng có thể đánh giá được tại sao họ lại bán được nhiều hàng. Mà đơn giản nó không phải là họ lừa đảo hay gì cả, nó là cái uy tín của họ. Đây, hàng nhà em đi thì tất cả các loại mẫu mã dài ngắn này, rồi thì công suất lớn bé em đều có hết nhé. Đây, mỗi đơn đi là em đều phải có phiếu bảo hành. Tại vì ngày trước kia thì em làm tự viết ra sổ bảo hành cho mọi người, nhưng mà bây giờ số lượng nó nhiều quá nên là em không thể nào quản lý hết được. Em sẽ làm một cái phiếu bảo hành của từng khách. Số điện thoại và ngày đây. Thì các bác mua hàng thì tự quản lý lấy cái ngày bảo hành của mình nhé. Em không bỏ sót một ngày bảo hành nào hết, kể cả những ngày cuối hoặc sau bảo hành em vẫn sửa chữa miễn phí nhé. Đây này. Mỗi người một cái phiếu bảo hành kèm theo này. Và sau cái video, đoạn cuối của video thì cũng như thường lệ là sẽ có một cái câu thần chú của những người bán hàng như em, là nếu bác nào cần tư vấn hoặc là cần mua sản phẩm thì liên hệ với số điện thoại là 0989166263. Còn nếu muốn check uy tín để theo dõi kênh thì hãy đăng ký kênh Dần Cơ Khí ở trên YouTube đấy nhé. Hàng của em thì đi luôn tục, hàng đi. Đây là chỉ có đơn chiều thôi nhé, đơn sáng em đi rồi. Thôi em chào các bác nhé, bây giờ em phải đi đóng hàng đây.